Xin chào bà con nhé Vâng, em Hồng Phúc đang quay cho bà con xem các sản phẩm thiết bị chăn nuôi Lợn, gà, vịt Các loại quạt hút công nghiệp dành cho trang trại, nhà xưởng nhé Vâng, kho bên em là một đơn vị chuyên nhập khẩu cung cấp bán buôn bán lẻ Tất cả các loại tấm lót sàn này Nhựa nguyên sinh nhé Kích thước 40 x 1,1 m Kích thước 40 x 55 Vâng, màu vàng hoặc là màu cam ạ các loại bạt trần chống nóng nhé chuyên dùng cho trang trại căng bạt hàng xịn sò luôn máy quạt thóc này quạt hút thì đầy đủ loại sơn tính điện này vỏ kẽm này y lốc toàn phần điện một pha điện ba pha các cây ống nước cho gà uống nước đây ạ tấm làm mát má ngăn cho heo lái heo thịt dây căng trần và bà con có nhu cầu về chăn nuôi, xây dựng trang trại, cần các thiết bị chăn nuôi lợn, gà, vịt thì liên hệ trực tiếp đến kho thiết bị Hồng Phúc có địa chỉ tại Hiệu Trân, Tân Hưng, Sóc Sơn, Hà Nội. Vâng, là một đơn vị nhiều năm cung cấp ra thị trường cũng như là thi công lắp đặt các trang trại lớn nhỏ. Bên em có đầy đủ kỹ thuật, kinh nghiệm để hướng dẫn bà con mua sắm các trang thiết bị phù hợp nhất với giá thành tốt nhất. Đây là các cuộn bạt lấy sáng PVC nhé. Đấy, rất mong được sự quan tâm ủng hộ của quý khách hàng. Vâng, xin cảm ơn và mong được hợp tác cùng bà con.